Wow, xin mời quý khách đã đến với bữa ăn của chúng tôi. Hôm nay nhà hàng chúng tôi có một cái món đặc sản rất là đặc biệt. Nhưng mà em đừng ăn lương nhiều nha. Không, em lương lẹo nhiều không nguy hiểm. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Hy đây. Và Ni thì đi làm đó các bạn, làm trong bệnh viện á. Và mình có đặt một cái lợ ở đây nè, giờ mình sẽ đi thăm. Hôm qua mình đặt dít một con lươn bự rồi, cho nên là một lát mình sẽ nấu một món là lươn ôm rau ngổ. Bởi vì sao này các bạn thấy nè, rau ngổ nhóc luôn. Một lát mình sẽ hái và vô mình nấu món ăn để đãi Ni đi làm về. Bây giờ thì các bạn đón xem nha. Ui, nó kẹt ở đây các bạn ơi. Ok, chắc nghe cũng đủ rồi đó, mình thấy cũng nhiều rồi đó. Thôi, mình đặt đây, mai là mình thăm các bạn. Hồi nãy mình bị lúng xỉnh các bạn, ướt đỏ nên mới tắm xong. Và các cái nguyên liệu á, Hy cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Đây là con lươn. Con lươn này thì Hy ướp đường nè, muối nè, bột nghệ, một xíu nước mắm với lại tỏi cho nó thơm. Hy thì không có ướp bột ngọt. Rồi đây là rau ngổ ha. Còn đây là nước cốt dừa. Mình không có cái dừa não á, bằng não á, cho nên mình là mình sẽ mua cái hũ nước cốt dừa này ba mấy ngàn. Và đây là cái nước dừa. Nãy mình chặt trái dừa mình đổ ở đây sẵn nè. Mình sẽ lót một cái phần dưới là rau ngổ. Mình bỏ con lươn lên. Wow. Lươn. Tranh thủ nấu các bạn, đang lát đi về mình sẽ kêu Ni qua ăn luôn. Lót một cái rau ngổ lên trên nữa. Đó, mình sẽ ăn xuống cho nó dễ dẻ. Đây nước dừa trái các bạn. Bữa nay mình hơi bị cảm các bạn, cho nên lâu mình nói chuyện mình sẽ hít mình như mũi dứng á, nên là các bạn thông cảm nha. Rồi tiếp theo là cái nước cốt dừa, tầm một ít nước cốt dừa các bạn. Còn lát gần chín á, rồi mình mới chế lên thêm để cho nó béo á. Đậy nắp lại. Đó. Đây, các bạn thấy con lươn nó mềm mà nó chín rồi nè. Wow, cái mùi nghệ nó phật lên rất là thơm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần nước cốt còn lại vào đây nha. Đó. Nấu cho nó sắc lên xíu. 2000 years later. Wow, xin mời quý khách đã đến với bữa ăn của chúng tôi. Hôm nay nhà hàng chúng tôi có một cái món đặc sản rất là đặc biệt. Đãi quý khách. Quý khách có đón được món gì không? Này là gì? Cái muốn hả? Rau ngổ. Rau ngổ bà ơi. Rau ngổ. Rau ngổ với lươn. Ừ, lươn. Rau ngổ đó. Ông này con rắn á. Lươn qua đặt chúng cái gì? Rau ngổ nước cốt dừa, nấu nước cốt dừa. Gọi lại gì? Gọi lại gì? Lương ôm. Đúng rồi, giỏi. Lương ôm. Lương ôm rau ngổ. Dễ tiêu đúng không? Đúng rồi. Nghe chưa? Giờ thì mời tất cả các bạn cùng ăn chung với hai đứa mình nha. Mọi người ăn cơ. Thử cái ngon. Để mình bỏ con này ra hả? Oh no. Nó mềm lắm. Gấp nửa con đem ra thôi. Thôi nó mặn, ăn không kịp nó mặn á. Thấy sao? Gì mà căng thẳng vậy? Ngon. Nope. Ngon mà căng thẳng vậy đó hả? Nhưng mà ai nấu? Anh nấu chứ ai chẹn. Anh nấu mà ngon được gì? Anh nấu nó mới ngon chứ ai. Ở đây ai nấu nó chẹn. Rước cô này ở đây nấu hả? Cô nào nữa? Nói chứ. Nói chứ anh mới xem trên mạng á. Vậy là chú thích nấu đúng không? Anh nấu. Ăn đi. Nghe anh nấu. Thơm. Vị này vừa ăn kiểu mặn mặn ngọt ngọt á, thêm béo nè, thêm mùi thơm của rau ngổ nè, thêm có thêm một chút xíu vị đắng đắng ăn nhặn đâu. Ăn cục lươn nè, cho nhận xét nè, chấm điểm cho đầu bếp nè. Vô nhà hàng, mở nhà hàng ăn được chưa? Lương nó thơm á, nó thơm cái mùi của nghệ nữa. Mà anh có ớp miếng nghệ cho nó màu nó đẹp với lại cho nó thơm á. Anh ăn thử đi, nghệ nó thấm vô cái thịt lươn luôn hay sao á. Mùi thơm. Mà lươn là cái mùi của thịt lươn cũng thơm à. Viên đồng á. Hôm anh đặt chính lên phe em đó. Rồi. Đầu bếp này sao?
Chồng biết này chắc phải đem mình luôn. Why the fuck you lying? Why you... Nãy đi hai con ngỗ bị sập hố á. Ướt nhẹp mình luôn, mới tắm thay đồ nè. Không những con ngỗ mà mình hấp vừa tới các bạn. Ăn nó không có... Nó có bị mềm, nó có bị gã. Ngon ha. Các bạn nào mà chưa ăn món này mà có lương á, rau ngỗ nha, nấu thử các bạn, ngon lắm. Chắc video của mình kết thúc ở đây. Ăn xong rồi cũng dọn rồi chiều đi làm nữa. Thì video của mình kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ hai đứa mình nha. Và hãy comment đóng góp ý kiến ở dưới giúp mình. Nếu các bạn muốn thích mình làm, hai đứa mình làm gì chủ đề gì á, về vlog dài á, thì các bạn hãy comment để cho hai đứa mình biết nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Thật sự là rất ngon. Bạn có phao câu con lươn không? Ủa.